Tao ngọt khi crew time bit bà để ra khi dân tha mong bending moment lùng hạt bending moment dân ở toàn vô chụp bà nâng này chẳng crew time mọi tí tất mẹn time thế mong thì tí nữa còn ta còn trong một chạy tha cho mê tí mua dân mê riêng dân chọc trong bending stress nữa dân châu cho mê tí phí bằng dân riêng đó shear stress combine dân từ torsion buckling dân từ nữa phần lớn ít crew trong bị chọc trầm bending stress hay chẳng không tập bộ dương do mê điên tầng o do từ mơ rầm lực làm vĩnh buộc về chân và lõng cứ chân tầng o nữa bending stress chân tràn nữa deflection của chân mô mong nè gì của chân kẻ ni ro reaction của chân hay reaction nâng viên một hết một tục trầy cao này ấy nâng chân màu hời nữa chân trâu rầm lực mê điên làm vĩnh nữa còn bà hai của bà lõng rõ chân ấm côi dễ ấm viên thở ca pêl cho nên làm hạt để cũng đã nâng mình và bạn PT nè na để kia vô mê riêng vô chứ bác cái cạnh kẹt đi tầm lết chạy hỏi nữa còn thay dương ọt dũ là dương là thư dù vì CP chẳng dương thư dương bạn bằng ở cả nữa hay phê và liêng vì tách đài ca bảo lọ online nữa nâng này chẳng ní làm hạt tiệm tồn bending stress và crew nâng vô đầm bay ở bộ dương ở chứ bác chẳng đi tiện nữa chẳng tìm mỗi ta mấy anh ấy cứ độ xong trên visa phơi môi nữa phơi này kia xây ban lọ đá và lọ đá và bím holo circular section mà ta vi ro mình tục chấm nói chấm luôn bay cái lại này nè trong vài mía mưa rụng ni tới thứ như này trong vi bím trăng cái lỗ newton bay cái lỗ newton bay cái lỗ newton nữa hay vài ní son trịch buôn son trịch bay và chấm rồi ní cứ dừng dừng chơi hơi và chúng một cách thân âm nó cứ về riêng một vùng và một vùng hết vì bà hồng khăn thì nhé vì bà hồng vì bà hồng khăn hồng chứng già mẹ ní cứ già mẹ cái ní già mẹ khăn hồng thế bà hồng một vùng á là ngày chứng từ vùng lấy đồng bay kẹt đi bị bán chúng ta tại dương cu gia gram âm về vi sân và dương cu gia gram âm về vi sân và ta ra cái làm việc dạng mạch đó nhưng thử ca kẹ đi rô reaction vì dân máu rô mô mong rô cầm lăng cắt tật tân vì dân dân tử nè và tỏ vì dân ba là nâng hai tư dân chạp đam ca kì rô bending stress bà khả năng ní kì xua rô normal stress tì normal stress mình tha stress để vì cây nâng nâng mục cắt nâng chứng normal stress vì miên stress chân vì cầm lăng ấn bà sạch má mà ấn chạy nâng á nâng sạch má sma ấn sma ấm y quân y gạch bà chứng ca là cái trong suy no more stress bà này thà con trăng mùi nỉa nè sạch má sma ấn lửa á nâng con trăng đi đài nè bà anh sạch má ít đích nỉa bà anh có sạch má ít đài chứng dương thời do à phí nâng bộ của châu nỉa cái hai bằng xòm á chúng nơi trong miếng cõi cứ luôn nâng bổ là nâng lục bát và trong miếng này cứ luôn cứ tha thầm phần nâng cầm ao dương smok smain biết tràn biết dương pull mà này chúng dương tự lực amerian chặt chặt ở tận dương tới riêng riêng trăm nâng thì chúng con trang sờ cứ dương do à anh lửa á bộ nâng tận ao này bàn tay dương đắng này cứ chỉ thân này cái nào về thân năm ban này thà ăn smain màn ăn smain sôn cái nào ăn smain sôn miếng này thà mạnh dương miếng tay sạch mà ít mà âm rất y rất con đường y cái tê miền tả này mùi tê nè à lớn đi ăn miền tê với son bạc đây mỗi nhưng mà thân nằm nè thân nằm ăn miền ăn tê chẳng mấy chừng cua da cả đám cứ ăn miền ăn tê nè ok chẳng step ba kế bà nên người ta make solution viết for a beam with a constant cross section the maximum normal stress and the maximum bending moment all the way occur on the same cross section mình tham gia cả không cả lãnh tình mùi tê là sao ta một cạnh với constant ở y vị đôi khỉ nè chúng vì ở ai thế nhé bạn này tha ti tăng maximum normal stress hay maximum bending stress cứ cắt nó không ti tăng đôi khi nó không một cắt đó nè mình tha vì cắt nó mình tha lớn lớn đôi khi cao cao đôi khi mình tách không ní cứ normal stress nhiều miên tê nè miên tê và sao ta như mới mình tục ní mình ai cắt miên ăn man tê vì những cúi giá cảm vì âm ăn vé vì miên tai mong mong hay cầm lăng cắt tận tê ăn ăn miên tê nè chứ nhưng đằng ấy cả này miền ăn ultra thành chế ta so với anh chế bà so những tới
Và anh đi chạy tới và những đạm tụng chạy máu và chân anh đi bị miên bên đính và hai đi có bị miên mồ móng để chân tới hai đi có bị miên cục anh đi bị miên tăng bị ấm tăng bị ấn tăng bị vầy nè rư có thân âm dê thân âm dương thân âm dương trăng thòm đá tại bị miên bần tục bật chặt chẽ giờ đấy cái nam miên bần tục bật chặt bà đi tụm đồ tới cái nam miên bần tục bật chặt thưa ơi bị miên cầm lăng tam tự đề cái nam miên cầm lăng tam tự đấy bên này tha âm của bị miên ăn của miên viên vây của miên bà vấn đề này cứ dương âm miên cầm lăng tam tự đề tề dương miên ta cầm lăng tự cho thầm đã chẳng kêu khơi anh nắng hát cứ chưa chạy tham vi âm miên ăn tề vì miên tai vây hay nắng âm tề chẳng màu về bài tập này dương sắc xa ăn hay nắng âm ăn cả mình normal stress ấm có normal stress đài vấn tại ấm này cái hai bending stress ta bất vía có normal stress đài để sao ta tự đào biết cái bị đâu nhưng là sạch mà ít cả là được sao ấn dần đấy chứ cho mấy cái ấy cũng nâng lẩm ẩn cả là vế ta vía cả ở miền stress chẳng mạnh bà chứ như miền này ta dừng che stress để cả là được sao ấn stress để cả là được sao ấm nâng stress lại cả là được sao về vấn tại nâng dừng tục cho mình tìm bị cho mình tìm mua dừng riêng bản năng bài này trả này nữa ច្រើនហើយណាចឹងគ្រូឲ្យយើងរៀនត្រឹមឆមីទី1នឹងសិនណាអូខេអឺឥឡូវយើងបកមកលំហាត់យើងវិញបាទចឹងទី1យើងត្រូវកណីរ៉ូ reaction វាសិនបាទរ៉ូ reaction វាមកចឹងគេអត់ទៅសេ component ដេកគេសេតាឆោហើយឃើញទេចឹងយើងកណីរ៉ូ reaction វាមកនេះយើងចេះហើយប៉ានេះយើងចេះហើយណាមិនពិបាកទេបាទចេះហើយចេះហើយទីមតោះខ្លួនឯងទៅបាទនេះក៏ដូចគ្នាគេប្រើ method កាត់ណា method កាត់ទៅណាមាន MB MC អញ្ចឹងទៅហើយគេ section ហ្នឹងគេ calculate រ៉ូ diagram មកវាតាមកណាត់កណាត់កណាត់កណាត់វាមកគេគូបាន diagram នេះនេះគឺជា diagram មកឃើញទេ step ទី3ណា draw the bending moment diagram អញ្ចឹងបានគ្រូបរៀនគ្រូតែងតឲ្យពួកយើង focus ទៅលើ M N V ច្បាស់បាទរៀនគូ diagram N N V ច្បាស់ហ្មងណាទឹកមុខវិជា structure ទឹកមុខវិជា strength material ត្រូវតែយល់អាខ្សែកង MNV ហ្នឹងហ្មងនៅពេលដែលយើងយកទៅ design ថ្ងៃក្រោយយើងរៀន steel design រៀន RC design គឺយើងក៏នៅពឹងទៅលើ diagram MNV ដែរគ្មានអ្វីក្រៅពី diagram MNV ហ្នឹងទេទោះបីឲ្យយើងទៅ design យើងចេញទៅធ្វើការថ្ងៃក្រោយអីហ្នឹងគឺយើងនិយាយគ្នាតែ MNV ហ្នឹងទេណាកម្រចាក់ឆ្ងាយពីអាហ្នឹងណាស់ណាមួយជីវិតអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមិនទាន់ចេះច្បាស់រវាង MNV ត្រូវតែរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនណារៀនឲ្យច្រើនណាគ្រូអាសាដាក់លំហាត់ឲ្យអាសាឲ្យពួកយើងគូសយ៉ាក្រាមគ្រូបដោតទៅលើអាហ្នឹងឯងណាពួក MNV ហ្នឹងសំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានយ៉ាក្រាម MNV មកយើងឃើញមួយម៉ោងខាងលើដកនេះយើងដឹងហ្នឹងនេះបូកហ៎អញ្ចឹងមួយម៉ោង maximum គេថាម៉េចនេះមួយម៉ោង maximum គឺ M max គឺ 1.34 តង់ទីតាំង B នេះឃើញណាតាំង B ក៏អនឯងវាមិន0.4 ពី R មកនេះឃើញទេអញ្ចឹងតង់ឡៃចំបន្ទុកនឹងមកវាឃើញហ្មងវាឃើញ 1.34 អញ្ចឹងយើងបាន 1.34 ហើយយើងកាល់គីរកអីទៀតយើងដឹងហើយសិក្សា x ស្មើអីស្មើ m បាទ m នឹង mz e នេះ e z ដែរគុណនឹង e correct បាទឃើញទេព្រោះយល់អញ្ចឹងមកមកយើងដឹង energy យើងកណីមក energy កាលណាមកកាន់វងវាបំផៃលើ64បាទកម្មវាបាទតាមពិតអានេះលើ4ទេនេះសេខុននេះបាទនេះលើ4ទេបាទដល់ពេលយើងគិតយ៉ាម៉ែតបាទយើងលើ64បាទលើ64នេះអានេះត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងយើងកាល់គីមកឃើញប៉ុណ្ណឹងតោះពេលយើងកែអានេះ stress វាមកបាទអញ្ចឹងសិចម៉ាម៉ាក់វាស្មើដូចគ្រូសរសេរនេះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគុណមកអញ្ចឹង y mark វាមែន y mark វាវងយើងយ៉ាពាក្យថាកង bending stress កាលណាគេនិយាយ maximum ហ្នឹងមកថានេះអីយ៉ាអានេះអានៅវាធំនេះតើនេះអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយ maximum កាលណាមកមកវិជ្ជមានគឺនៅអានេះ y នេះ z អញ្ចឹងបាននេះថាគឺជាចម្ងាយនេះនេះវាយនេះតោះនេះវាមានន័យថាប្រវែងពីទីជុំទងន់មករកកែមខាងក្រៅគេប្រអស់អញ្ចឹងកែមខាងក្រៅវាមានទៅចុះចុះក្រោមនិងទៅលើតោះនេះអញ្ចឹងចុះក្រោមទៅលើដោយសារតែមកមកវិជ្ជមាន maximum វាប្រកាសជានៅក្រោមឯងក្រុងកកកងត្រាំងទាញណាដល់ពេលកងត្រាំងសកត់នៅលើណាអាហ្នឹងយើងដឹងចឹងហ្មងកាលណាមួយម៉ោងវិជ្ជមានគឺអញ្ចឹងហ្មងនៅក្រោមគឺវិជ្ជមានរងទាញបាទមួយម៉ោងវិជ្ជមាននៅក្រោមបាទនេះថានៅក្រោមរងទាញនៅលើរងសកត់កណីមួយម៉ោងអវិជ្ជមាននៅខាងក្រោមរងសង្កត់នៅខាងលើរង
rong tiền bạn nó kêu vô tăng slide mới điên muốn rồi nhưng thật chạy bắt chẳng mong đấy chẳng những bạn chẳng hết những cao kỳ quá những kênh con trang về mà này đã lấy chỗ mà này vậy nó cứ đi đi ao ba đây thay giả mai là hàng cày giả mai hàng cày cứ tỏ nick đi này nhé giả mai biết đi bà đi đi ao đi hàng cày này thế này này đi hàng cày đi vậy mà nó cái prap ấy bà cứ học sập nữa chẳng vô học sập chạy pì tới sau xám sập hay mạnh khả năng tới những cao kỳ tức hình mega như tôn mạnh cái bà là hình cao sập pì chuẩn sai từ 10 mega pascal bà chắc làm hạt bending sai những miền tập năng thế nghi vô đã miền này và bạn vô lúc này lần này ok chắc làm hạt này kêu chia chẹt thà phụ dương ai vô bàn trán anh ấy thì họ bà kế cái thứ bàn có bài lõ hay bị đôi tầng ở vậy để kêu bàn phải điện phụ dương đá hay phụ dương vô step by step từ vốn lấy những thứ đồ mình về sẵn chắc mình về những kẻ nero đi action dương pra mê tốt cắt cô vì thì xa dạc ram cục ấy ấy nâng dương điện hào dây bị bay mê tốt đó thường mẹ bàn âm về nhé nó về để dương bàn âm ân về rồi dương ngài thà ní chia dạc ram mô móng và nhưng mà đừng hãy cứ như anh đăng ấy ta cả lại tí tăng nữa rồi mong maximum cả lại nữa minimum anh ấy rồi mong maximum đấy bàn tay maximum ạ với chấm miên và maximum ạ với chấm miên miên đây là mình miên tha được cùng nhảy mình chứ được thằng crom một con gì rồi thằng cắt thằng lơ rồi rồng tiền rồi mong mong riêng mình chơi với cạnh chơi nhé cái nào mong ạ với chấm miên mà đây là cạnh chơi thằng nằm dưới nữa chứ bảo với cạnh chứ là món đi rồi anh nhỉ bây giờ mưa từ lúc nó cứ như đăng này nhỉ anh ấy con thì tiền như này nhỉ nhé cho nên sạch mà thì dân tăng lại dịch mà tế anh ấy dân scott khi châu này khi việc compress châu này và dân chưa dân vô đọc dùng sắt cạch á đọc dùng sắt cạch ấy mưa mưa riêng việc đối cừu dân được có miền cho ấy cạch mùi đó dân khơi nhà hàng lơ rong tiền mà cạch xây hận xuống mưa tiền và cạch nó khơi mà hàng lơ cứ rong tiền khi này mà không có dùng sắt châu này dân tăng lại ông sơn si và ta là về anh ấy muốn mong với chấm miên với chấm miên bên tham mình riêng mình vậy và riêng mình chẳng bên đây tham mình nhưng chẳng biết tham nhưng mưa đó mà con chia à cầm đi rồi tiền tiền sạch mà tẩy bà à lớn niêm con chia sừng con trâu này bà nó sôi vô là những cạch nó khơi nhá những vô cả đông tập sọt cạch nó khơi nhá ở tập á những tập chèn ở hơi cạch như đó một con chỉ khơi về những cạch thử tam cầm nóng nó như một con chỉ khơi đầm bon tin là bon sọt đông đông tập sọt năng này này ok chúng ở video này cô thầm ao phần nắng là hay so với bộ dương đồng lực mê điên làng mình mưa tăng mưa màu tới đó ok.